xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Mr. Hill đến ngay chỗ bãi biển này rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Các bạn biết chỗ nào mà, đó là bãi biển Gạch Vẹm. Trời ơi, đây nè. Đây là một trong những đặc trưng của ngay chỗ bãi biển Gạch Vẹm, đó là những con sao biển. Các bạn đến đây là chủ yếu là để tắm biển và ngắm sao. Ngoài ra thì ai thích ngắm tay bơi thì bơi, thích ta bơi thì bơi. Ok, mùa này không có khách bơi, tại vì đang nằm trong mùa mất dịch đó, nên không có nhiều khách đến đây. Hiện giờ thì chỉ lác đác vài người ở ngay trên bè, ở ngay cầu cảng ngoài này để mà ăn hải sản thôi. Đồng thời thì đi chơi dạo vòng vòng bên bờ biển này thôi. Đó, các bạn thấy dọc bờ biển đây, bãi cát trắng tinh luôn, rất là đẹp. Ok, trời ơi, đã quá. Ê, sao biển mà còn sống luôn á nha các bạn. Nằm bầu quả luôn đó. Yeah, đã không, đã không. Cho các bạn xem nè. Ok, ai thích sao biển thì đến đây nha. Nhưng mà mình chụp hình xong rồi mình cho nó xuống biển, đừng có đem nó lên bờ vì nó chết đó. Ok, mình sẽ đi dạo một vòng ở ngay chỗ dọc biển Gạch Vẹm này, review cho các bạn xem. Thì hôm nay mình đi xe gắn máy để thoải mái review cho các bạn. Và vô đây mình để xe gắn máy ở bên ngoài, xong rồi mình đi bộ vô đây, mình dọc bờ biển đây tham quan. Còn ai thích ăn hải sản thì vô ngay chỗ những cái cầu bè ra ngoài đây nè, ăn hải sản ra ngoài biển luôn các bạn. Số 1, ok, go. Ok các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái điều hay lắm nha. Các bạn biết con sao biển nè, đây là con sao biển nè. Các bạn biết là con nào con đực con cái không? Bây giờ nha, mình đeo mắt kiến vô rồi mình chia sẻ với các bạn, mình cũng đeo mắt kiến đen vậy mà mình cũng thấy được con đực con cái nha. Con đực á, là mình được biết á, là dân Phú Quốc nói cho mình biết nha. Đó, các bạn thấy nó có cái gai nè, mỗi con sao biển nó đều có cái gai ở trên đầu nè. Thấy không, mấy cái gai này nè. Đó, bây giờ con nhỏ con lớn, bây giờ con nào con đực con cái, dở ra phía sau nè cho coi nè. Yeah, con thấy hàng biết gì đâu, hàng nào cũng giống nhau à. Ok, thì phân biệt con đực con cái á, là nhìn vô ở giữa, ở giữa cái con sao này nè, thì thấy nó có một cái gai này nè, ở giữa là con đực, còn ở giữa này không có gai á, là con cái đó. Con này là con cái nè, ở giữa không có gai nè, thấy không? Còn con này là con đực nè, ở giữa có gai nè, đó, thấy rõ chưa các bạn? Quá trời luôn. Ok, number one. Bây giờ mình đi chơi dạo biển nha, go. Ha, đã quá các bạn ơi, coi như là hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng mát mẻ. Bây giờ thì là 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều rồi, nên cũng rất là mát. Mình ngồi ở xích đu ở đây quá đã luôn. Yeah, ấy da. Thì vừa ngồi đây chơi thư giãn với các bạn. Ok, chỗ này thì là bãi biển Gạch Vẹm, người ta tạo ra cái chỗ không gian này để cho mình vừa ngồi vừa chụp hình, chơi xích đu rồi hóng gió ngoài biển, quá đã quá đã. Ok, ngoài này mà chơi có mấy cái võng mà lắc lư nữa còn sướng nữa ha, qua ngoài biển kia kìa đó. Nhưng mà dọc ở đây thì đa phần là thấy người ta làm xích đu. Đó, mấy em mà bận bikini vô lên ngồi xích đu này là đu đã luôn. Yeah.
quá đã. Ok, mở ra nhìn cho nó sáng sủa cái coi. Bên kia là dãy núi của bên núi gì ta, núi đó bên gọi là núi gì quên tiêu rồi ta. Ok, để về coi lại coi. Núi Hòn Chảo là thuốc bên kia, ở bên Gạch Tràm, còn đây là Gạch Vẹm. Nó có cái tên núi khác. Đó. Cát ngoài này là cát trắng, cũng đã lắm. Thì ở ngoài này thì đến mùa mưa thì nước biển ngoài này không có được đẹp lắm. Tại vì rong của các nơi khác đó, bắt đầu nó đổ về đây, nên cặp bờ biển thì sẽ có những cái rong. Nhưng mà cũng sao, tại rong biển mà thiên nhiên rất là sạch sẽ. Còn mùa nắng á, thì ở ngoài Gạch Vẹm này là tuyệt vời luôn. Đó. Thì mùa mưa thì bắt đầu từ tháng 5 nè. Đó, giữa tháng 4 của đầu tháng 5 nè. Đầu tháng 5 vô bắt đầu là hôm nay là mua sớm, nên mình sẽ thấy là vừa rồi là có Phú Quốc có mấy đợt mua đầu mùa là giữa tháng 4 cuối tháng 4. Bây giờ là 9 tháng 5 rồi. Đó, vẫn còn mùa nắng nóng. Đó. Thì tới khoảng giữa năm này là đến cuối năm là mưa nhiều lắm, vô tháng 6 là mưa nhiều lắm. Thì mùa mưa ở Phú Quốc đó là bắt đầu mình cho là từ giữa năm đi. Đó, đến cuối năm là đến tháng 9, tháng 10 luôn. Đó, là nguyên cái mùa mưa ở Phú Quốc. Đấy. Còn mùa nắng ở Phú Quốc thì bắt đầu là rơi vào từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Đó, thì mùa đó là khách Tây nhiều lắm, qua Phú Quốc chơi quá dữ luôn. Thì ở ngoài Gạch Vẹm này á, là các bạn đi chơi vào mùa nắng á, đó là khoảng từ tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau á, là number one, biển trong xanh luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Mình có làm một cái video clip vừa rồi, hồi Tết á, hồi trước Tết á, về Gạch Vẹm đó, là từ ở chỗ bãi biển Gạch Vẹm này mình có thể đi bộ ra tuốt tới mũi Hàm Rồng ở ngoài kia luôn kìa. Trời ơi, Mr. Hill đi hả? Rồi khoảng 7 cây số á, lội bộ á, đi và về luôn là khoảng 14 cây số. Ghê không? Thì có chia sẻ cho các bạn một cái hành trình đó, trải nghiệm đẹp tuyệt vời. Phải nói là đi đến đâu là thấy bãi biển rồi có mấy cái cây dừa lùng nó nhỏ nhỏ. Đã lắm. Ok, ok, mình go qua bên kia mình đi dạo một vòng, quay review cho các bạn xem ở khung cảnh ở xung quanh đây là có cái gì nha. Đặc biệt thì ở ngoài này có hải sản ăn là số 1 luôn. Go! Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hiếu Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye!